Song sinh không phải là trường hợp hiếm gặp. Tuy nhiên, câu chuyện về ấp sinh đôi tại xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang lại đang thu hút sự quan tâm chú ý khi đoạn đường chỉ dài khoảng 700m nhưng trùng hợp lại có tới 17 cặp sinh đôi. Theo ông Bùi Văn Dẫn, 65 tuổi, trú tại ấp Phước Khánh, xã Phước Hưng, ông đã từng chứng kiến nhiều cặp sinh đôi trong làng. Người con trai út của ông sinh đôi được hai bé gái là Bùi Thị Kim Ngân và Bùi Thị Kim Hà. Do có ngoại hình và tính cách tương đồng nên hàng xóm, cô giáo, thậm chí là người nhà cũng đều bị nhầm lẫn. Điều đặc biệt là chỉ trong đoạn đường dài chừng 700m, từ đầu đình Phước Hưng đến khu vực giáp danh của ấp có tới 17 cặp sinh đôi. Trong số này có gia đình có hai thế hệ, có con sinh đôi. Vợ chồng anh Phạm Văn Ngoi, 44 tuổi và chị Nguyễn Thị Giao, 40 tuổi, kết hôn năm 2007 và có 3 người con. Giữa năm 2021, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, chị Giao xuất hiện dấu hiệu lạ, thường xuyên có cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ, đi khám được bác sĩ chẩn đoán sinh đôi. Đến tháng 3 năm 2022, chị Giao sinh hạ hai bé trai bụ bẫm. Đây cũng là cặp sinh đôi nhỏ tuổi nhất trong ấp. Theo người dân trong khu vực, chuyện ấp sinh đôi rộ lên từ đầu những năm 1980, nhưng ấp lân cận không có hiện tượng này. Đến hiện tại, người dân cũng không dám khẳng định nguyên nhân của sự trùng hợp trên. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng người dân tại ấp sinh đôi vẫn cho đây là một điều may mắn. Con số 17 cặp sinh đôi đến nay vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Trước diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt có thể tiếp tục kéo dài, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu hiệu trưởng các trường linh hoạt điều chỉnh thời gian khóa biểu và các hoạt động cho phù hợp, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh. Cụ thể, các trường lưu ý việc điều chỉnh thời gian học, hoạt động các môn giáo dục thể chất, quốc phòng, an ninh và các hoạt động ngoài trời, ngoại khóa cho phù hợp. Trường học hạn chế các hoạt động như xếp hàng điểm danh, xếp hàng trên lớp tại thời điểm nắng nóng để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học sinh. Hiện nay, nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh đã điều chỉnh các môn thể chất, giáo dục quốc phòng diễn ra vào tiết 1 và tiết 2 buổi sáng, lúc trời chưa nắng gắt. Hoặc các lớp sẽ di chuyển chỗ học vào trong hội trường, bóng mát vì nhiệt độ cao sẽ dễ làm học sinh sốc nhiệt. Các trường cũng tiến hành hoán đổi tiết học, trong thời điểm nắng nóng thì học lý thuyết. Các trường cần tăng cường bảo trì hệ thống máy lạnh, các dù lớn che nắng, kiểm tra hệ thống quạt. Tuyệt đối không dạy các môn giáo dục quốc phòng, thể chất ở chỗ nắng nóng hoặc hanh nắng, không cho học sinh tập những động tác nặng hay chạy, nhảy. Tính đến nay, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng. Và trong đó, bên cạnh những chứng chỉ ngoại ngữ như là IELTS, thì nhiều trường đại học xét tuyển thí sinh có các chứng chỉ quốc tế khác như SAT và ACT. Năm 2024, Trường Đại học Ngoại thương xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập, chứng chỉ năng lực quốc tế dành cho thí sinh hệ chuyên và hệ không chuyên. Thí sinh hệ chuyên và hệ không chuyên có chứng chỉ SAT, ACT hoặc A-Level có thể đăng ký xét tuyển theo phương thức này. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với phương thức xét tuyển kết hợp, thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT trong thời hạn 2 được yêu cầu ngưỡng điểm xét tuyển từ 1.130 trên 1.600 trở lên hoặc ACT từ 25 trên 36 trở lên và có kết quả điểm trung bình chung học tập lớp 10, lớp 11, lớp 12 hoặc học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 7,5 trở lên, có hạnh kiểm khá trở lên. Điều kiện xét tuyển liên quan đến chứng chỉ SAT và ACT của Học viện Ngoại giao là có SAT từ 1.300 trở lên hoặc ACT từ 29 điểm trở lên. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng xét tuyển nhóm thí sinh có chứng chỉ SAT hoặc ACT nếu có SAT từ 1.200 điểm, ACT từ 26 điểm và các chứng chỉ này còn thời hạn 2 năm tính đến ngày 1 tháng 6 năm 2024. Đại học Xây dựng xét tuyển kết hợp điểm SAT từ 1.100 với hai môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông gồm toán và một môn không phải ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển. Còn Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Trường Đại học Dược Hà Nội xét tuyển kết hợp SAT với học bạ. Thưa quý vị, dù xử lý thường xuyên, nhiều trường hợp lái xe vì thế cũng đã bị phạt rất nặng về hành vi điều khiển phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.
Thế nhưng qua ghi nhận thực tế và số liệu từ cơ quan chức năng, vi phạm về nồng độ cồn vẫn ở mức rất cao và đây vẫn là mối nguy có thể gây ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Một chốt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn thành phố Hà Nội vào khung giờ trưa, chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ đã ghi nhận tới 5 trường hợp bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn với đủ mức độ từ thấp đến cao. Sáng nay thì mình uống rượu hay uống bia? Uống bia. Uống bia. Bao nhiêu ạ? Uống một lon bia. Uống được lúc mấy giờ ạ? 90 giờ rồi. Còn tôi cũng biết được cái vấn đề ở chỗ là cháu đang bị cấp cứu ở trong Việt Đức, thành ra là tôi có việc tôi phải sang. Một số lái xe khi bị phát hiện thì cho rằng mình đã uống từ tối qua, nhưng nay khi thổi vẫn có nồng độ. Và cái việc kiểm tra nồng độ cồn là đúng. Thế nhưng mà có điều một cái là ví dụ như vào như tôi. Tôi uống từ đêm hôm qua, bây giờ tôi đâu có biết là tôi trong người tôi còn như thế nào đâu. Theo lực lượng chức năng, với quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện, thì dù lái xe có viện lý do gì mà khi bị phát hiện vẫn sẽ bị xử lý. Cái việc theo quy định của pháp luật thì là có uống trong thời gian nào nhưng khi điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn đều là vi phạm. Thực tế thời gian qua, chỉ tính riêng khu vực Hà Nội, rất nhiều điểm chốt chặn kiểm tra vi phạm nồng độ cồn đã được lực lượng chức năng triển khai nhằm siết chặt xử lý, từ đó tạo tính răn đe, hạn chế lái xe uống rượu bia, giảm thiểu tai nạn giao thông. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an cũng như của Phòng Cảnh Công an thành phố, Phòng Cảnh Giao thông, thì đội Cảnh Giao thông số 3 thì tổ chức thường xuyên liên tục xử lý vi phạm về lỗi nồng độ cồn với các loại phương tiện tham gia giao thông. Trong một thời gian ngắn thì tổ công tác đã xử lý được 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Xử lý là vậy, thế nhưng rõ ràng vẫn có một số lái xe sử dụng rượu bia và tiếp tục điều khiển phương tiện trên đường. Cụ thể, theo số liệu từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2024, vi phạm nồng độ cồn chiếm gần 30% với số lượng lên tới 275.130 trường hợp. Đây là con số không hề nhỏ, cho thấy những mối nguy về tai nạn giao thông vẫn luôn thường trực nếu không được xử lý, ngăn chặn kịp thời. Thành phố Hồ Chí Minh vừa khai trương dịch vụ xe điện loại 5 đến 14 chỗ phục vụ khách tham quan du lịch tại nội đô trong thời gian 2 năm. Theo đó, có 70 xe được triển khai tại khu vực quận 1, quận 4, quận 5, quận 6. Giá vé giao động 120.000 đồng đến 250.000 đồng trong 30 phút. Mỗi ngày hoạt động từ 6 đến 24 giờ, thí điểm đến hết năm 2025. Đơn vị vận hành cho biết giá vé đi xe sẽ chia theo hai loại hình, gồm dịch vụ theo giờ và đưa đón tận nơi. Trong đó, khách thuê xe theo chuyến trong 30 phút sẽ có giá 120.000 đồng nếu đi ban ngày và 250.000 đồng sau 18 giờ khi đặt xe vào ban đêm. Mỗi 10 phút tăng thêm, khách sẽ trả thêm 40.000 đồng cho thời gian đặt chuyến ban ngày và 80.000 đồng vào ban đêm. Đối với dịch vụ đưa đón tận nơi, nếu khách đón xe một điểm và xuống một điểm, giá vé là 40.000 đồng vào ban ngày và 80.000 đồng vào ban đêm, áp dụng cho một khu vực quận 1, quận 4 hoặc quận 5, 6. Hiện người có nhu cầu mua vé đặt dịch vụ có thể cài đặt ứng dụng trên điện thoại hoặc website tổng đài. Việc thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp khách chưa có tài khoản thanh toán sẽ được tài xế hỗ trợ.